Bruno Silva đang nổi lên như một ứng viên nặng ký cho suất tranh đài tại hạng gà của nữ của UFC với 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 trận thắng bằng khóa xiết thành công trước Stephanie Edgar và Lina Landsberg. Đây cũng là nữ võ sĩ đang có phong độ tốt nhất ở hạng gà thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đối mặt với nhà cựu địch Holly Holm sẽ là thử thách không hề dễ cho Bruno Silva, bởi dù có sở trường là địa chiến, nhưng võ sĩ người Brazil sẽ phải đối đầu với Holly Holm, nữ võ sĩ có tỷ lệ phòng thủ takedown tốt thứ 3 trong lịch sử hạng gà với tỷ lệ thành công là 78%. Cùng với đó, trong quá khứ, Holly Holm đã từng là nhà vô địch tại chính hạng gà. Dù bây giờ không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng nhà cựu vô địch vẫn là đối thủ khó chịu với bất kỳ ai cùng kinh nghiệm và kỹ năng đã được rèn giũa qua nhiều năm tại UFC. Trận đấu này còn đặc biệt quan trọng với cả hai võ sĩ, bởi lúc này trên đài hạng gà nữ vẫn còn đang để trống. Do vậy, người chiến thắng trong cặp đấu giữa Holly Holm và Bruno Silva sẽ có cơ hội điền tên vào trận tranh đài vô địch ở hạng đấu này. UFC Fight Night với trận đấu chính giữa Holly Holm và Bruno Silva sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 7 trên kênh K+ Sport 2. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.